Hi everyone, today I'm going to continue guiding you a new lesson in class 12. Thân mến, chào các em. Ngày hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta một bài học mới trong chương trình tiếng Anh lớp 12. And to begin with, I would like to invite all of you to look at two situations. Và để bắt đầu, thầy xin mời các em xem hai tình huống. And then we will try to guess what is today's lesson. Và sau đó chúng ta sẽ đoán nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay có nội dung như thế nào nhé. Now look at the first situation. In the first picture, the boy looks okay in this weather on Sunday. Như vậy trong bức tranh đầu tiên, các em sẽ thấy cậu bé nhìn có vẻ ổn trong thời tiết như thế này vào ngày chủ nhật. In the second picture, the boy looks a little bit okay in this weather on Monday. Trong bức tranh số 2, chúng ta sẽ thấy cậu bé nhìn có vẻ tạm ổn trong thời tiết như thế này vào ngày thứ hai. And in the last picture, the boy doesn't look okay in this weather on Tuesday. Như vậy trong bức tranh số 3 chúng ta sẽ thấy cậu bé nhìn có vẻ không ổn trong thời tiết như thế này vào ngày thứ ba. Và từ đây chúng ta sẽ có một số thông tin như sau. The weather is getting hotter and hotter and the boy gets more and more tired. Thời tiết thì càng ngày càng nóng và cậu bé thì càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Và rõ ràng khi Trời càng nóng thì cậu bé càng uống nhiều nước hơn. Và từ đây chúng ta sẽ có tiếp thông tin như sau. The hotter it is, the more water he drinks. Như vậy là trời càng nóng thì cậu bé càng uống nhiều nước hơn. Và từ đây chúng ta hãy nhìn vào các cụm tính từ được gạch chân trên màn hình của chúng ta. Now let's continue with the second situation. Chúng ta tiếp tục với tình huống số 2. We have to guess who is she. Chúng ta sẽ đoán cô này là ai. And I'm sure that when we look at the pictures, everybody knows her exactly because it's very famous. Và khi chúng ta nhìn vào bức tranh, chúng ta có thể đoán được đây là một người ca sĩ rất là nổi tiếng. That is Mỹ Tâm Singer, right? À, đây là ca sĩ Mỹ Tâm. Và từ đây chúng ta sẽ có những thông tin như sau. Mỹ Tâm Singer becomes more and more beautiful. Như vậy là ca sĩ Mỹ Tâm thì càng ngày càng trở nên xinh đẹp. And what's more? Và còn cái nữa nữa không nào? The older she gets, the more beautiful she becomes. Cô ấy càng lớn tuổi thì cô ấy càng trở nên xinh đẹp. Và từ đây chúng ta vẫn tiếp tục nhìn vào các cụm tính từ được gạch chân trên màn hình. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu hai tình huống trên thì chúng ta có thể nhận thấy được rằng nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay có sự xuất hiện của các cụm tính từ so sánh hơn hơn hoặc là càng càng. Và những cái cụm tính từ so sánh hơn hơn và càng càng này được gọi là double comparison là so sánh kép và đây cũng chính là nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay trong unit số 13, The 20 Second Sea Games. Và chúng ta sẽ tập trung vào phần Language Focus, Double Comparison. In Double Comparison, we have two types of comparison. Trong so sánh kép, chúng ta sẽ có hai loại so sánh, đó là so sánh lưỡi tiếng và so sánh đồng tiếng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tập trung vào so sánh lưỡi tiếng. Chúng ta sẽ có hình thức comparative and comparative hay nói cách khác chúng ta còn có một tên gọi khác của so sánh lũy tiến đó là so sánh một mệnh đề chúng ta lưu ý cái tên gọi của so sánh lũy tiến và trong so sánh lũy tiến chúng ta sẽ còn hai cái so sánh nữa đó là so sánh tăng dần và so sánh giảm dần và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào uh, so sánh tăng dần trước now look at the first example the weather is getting hotter and hotter thời tiết càng ngày càng nóng từ đây chúng ta sẽ có hot là tính từ ngắn vì có một âm tiết. Và từ đây chúng ta sẽ có cấu trúc của tính từ ngắn như sau. Chủ ngữ be hoặc là verb cộng với tính từ trạng từ ngắn r n tính từ trạng từ ngắn cộng cho r nào chúng ta hãy nhìn vào ví dụ số 1 the weather subject is getting động từ hot tính từ ngắn r and hot tính từ ngắn r Chúng ta tiếp tục với ví dụ số 2, now the second example. The boy gets more and more tired. Cậu bé càng ngày càng mệt. Như vậy từ đây chúng ta sẽ thấy tired nó là tính từ dài vì có hai âm tiết. Trong một số tính từ hoặc là trạng từ có hai âm tiết nhưng vẫn được xem là tính từ ngắn và nội dung này chúng ta sẽ đi sau phần bài học của chúng ta. Và bây giờ chúng ta tập trung lại với ví dụ số 2, chúng ta có tired là tính từ dài. Từ đây chúng ta sẽ có cấu trúc của tính dịch từ dài như sau. Chủ ngữ be động từ more and more cộng cho tính từ hoặc là trạng từ dài. Và chúng ta hãy nhìn lại ví dụ số 2. The boy subject gets động từ more and more tired là tính từ dài. Và chúng ta sử dụng so sánh tăng dần với ý nghĩa là càng ngày càng hoặc là mỗi lúc một hơn. Chúng ta tiếp tục với so sánh giảm dần. Now look at the third example. He is less and less hardworking. Và từ đây chúng ta sẽ có cấu trúc của so sánh giảm dần như sau: subject, verb, less and less, tính từ, trạng từ. Và khi chúng ta sử dụng so sánh giảm dần với ý nghĩa là càng ngày càng ít hoặc là càng ngày càng kém. Như vậy với câu ví dụ số 3 chúng ta sẽ có ý nghĩa như sau: à, Anh ta thì càng ngày càng ít chăm chỉ. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong so sánh tăng dần và so sánh giảm dần và sau đây thầy sẽ cung cấp cho chúng ta một số trường hợp tính từ và trạng từ bắt quy tắc. Trong nội dung này chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là good là tính từ, well là trạng từ khi chúng ta chuyển sang hình thức so sánh kép với cái dạng là better and better là càng ngày càng tốt hơn hoặc là càng ngày càng giỏi hơn. Trường hợp thứ hai, bad là tính từ, badly là trạng từ khi mà chuyển sang hình thức so sánh kép đó là worse and worse là càng ngày càng tệ hoặc ngày càng ngày càng kém. Sau đây chúng ta sẽ có hai ví dụ minh họa. Now look at the examples. The first example is His English is getting better and better. Tiếng Anh của chúng ta thì càng ngày càng tốt hoặc là tiếng Anh của người ta thì càng ngày càng giỏi. The second example. As the day went on, the weather got worse and worse. Thời tiết càng ngày càng xấu đi hoặc là thời tiết càng ngày càng tệ đi. Và sau đây thầy sẽ đề cập đến một số trường hợp tính từ và trạng từ ngắn như lúc ban đầu thầy đã đề cập. Và trong nội dung của phần này thì thầy sẽ đề cập hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là tính từ hai âm tiết có tận cùng là y dài, l e, e r, o w, t e cộng cho r. Và chúng ta sẽ có một số ví dụ bên dưới. Now look at the example. Number one, quiet, quieter. Clever, cleverer narrow, narrower, simple, simpler. Chúng ta tiếp tục với trường hợp số 2. Tính từ hai âm tiết nhưng kết thúc bằng y dài. Chúng ta đổi y dài này thành y e ngắn và thêm r. ER. Chúng ta hãy nhìn ví dụ bên dưới. The first one. Happy, happier. Heavy, heavier. Và sau đây thầy sẽ củng cố phần so sánh lũy tiếng. Như chúng ta thấy trong so sánh lưỡi tiến, nó sẽ có hai so sánh là so sánh tăng dần với cấu trúc là tính từ trạng từ ngắn và tính từ trạng từ dài. Trong so sánh giảm dần, chúng ta sẽ có công thức less and less tính từ và trạng từ. Các em lưu ý để chúng ta có thể áp dụng tốt bài tập nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần practice. Let's begin with practice 1, matching. Now please open your book and look at page 146. Bây giờ thầy mời các em mở sách ra và nhìn trang 146. Trong nội dung phần này chúng ta sẽ có hai columns, column A and column B. Và nhiệm vụ của chúng ta là kết hợp một nửa của column A với một nửa của column B để chúng ta thành một câu hoàn chỉnh. Và thầy sẽ đi vào nội dung từng câu. Number one, câu số 1, finding a job is becoming. Tìm được một công việc thì đang trở nên. Number two, câu số 2, traveling is becoming. Việc đi lại hoặc là việc đi du lịch thì đang trở nên. Number three, As I waited for my interview, I became. Khi tôi đợi đến cuộc phỏng vấn của mình, thì tôi trở nên. Number four, câu số bốn. That hole in your pullover is getting. Như vậy, cái lỗ hỏng ở trên cái áo của bạn thì đang trở nên. Number five, câu số năm. The suitcase seemed to get. Cái vali dường như là. Now, column B. A. More and more nervous. Càng ngày càng căng thẳng hoặc là càng ngày càng lo lắng. B. Bigger and bigger càng ngày càng lớn hoặc là càng ngày càng bự. C. More and more difficult, càng ngày càng khó. D. More and more expensive, càng ngày càng đắt, đắt đỏ. E. Heavier and heavier as I carried it upstairs, là càng ngày càng nặng khi tôi mang nó lên trên, lầu trên. Như vậy, thầy vừa hướng dẫn chúng ta hai cột, cột A và cột B, và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là match chúng lại với nhau cho phù hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm đáp án với thầy nhé. So, number one, finding a job is becoming C, more and more difficult. Number two, traveling is becoming D, more and more expensive. Number three, as I waited for my interview, I became A, more and more nervous. Number four, that hole in your pullover is getting B, bigger and bigger. And number five, the suitcase seemed to get E, heavier and heavier. upstairs. Như vậy chúng ta vừa tìm được đáp án của phần practice số 1 matching và thầy hy vọng chúng ta sẽ có cùng đáp án với thầy. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục Của phần practice số 2. Now let's continue with the second practice. Practice number 2. Give the correct form of the words in brackets. Và nội dung của phần số 2 này chúng ta sẽ tìm hình thức đúng của những từ trong ngoặc. Trong đầu phần này chúng ta sẽ có 6 câu và bây giờ thầy sẽ dành cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta đọc qua câu số 1 đến câu số 6. Và bây giờ thầy sẽ tập trung đi vào giải quyết từng câu hỏi cho chúng ta. Now, we begin with the first one. The price of traveling in the epidemic season is getting now cheap. Chúng ta thấy cheap là tính từ ngắn vì có một âm tiết. Thứ hai, chúng ta xét về ý nghĩa của nội dung của câu số 1. Chi phí hoặc là giá của việc đi lại trong mùa dịch thì đang trở nên bây giờ. Rõ ràng với câu số 1 này, chúng ta sẽ áp dụng hình thức so sánh tăng dần. Và đáp án của câu số 1 như sau. Cheaper and cheaper. Chi phí hoặc là giá đi lại trong mùa dịch thì càng ngày càng rẻ. Tới đến thời điểm bây giờ. Now let's continue with number 2. Chúng ta tiếp tục với câu số 2. As the conversation went on, he became talkative. Như vậy, talkative là tính từ dài vì có 3 âm tiết. Chúng ta sẽ xét ý nghĩa của câu số 2 như sau. Khi cuộc hội thoại tiếp tục thì anh ta càng ngày càng có nhiều ý hơn để nói. Như vậy với đáp án của câu số 2 này chúng ta sẽ áp dụng hình thức so sánh tăng dần và chúng ta sẽ có đáp án như sau. More and more talkative. Now let's continue with number 3. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 3. Due to the corona epidemic, the number of death people is getting high. High là tính từ ngắn vì có một âm tiết. Thứ hai, chúng ta sẽ xét ý nghĩa của câu số 3 như sau. Do dịch corona nên số người tử vong hoặc là số người chết thì đang càng ngày càng cao. Và rõ ràng trong câu số 3 này chúng ta sẽ áp dụng hình thức so sánh tăng dần và chúng ta sẽ có đáp án câu số 3 như sau. Higher and higher. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 4, number 4. As he has been living in Britain, his English has got good. Chúng ta thấy good nó là tính từ ngắn, bắt quy tắc. Và từ đây khi chúng ta chuyển sang hình thức so sánh kép, chúng ta chỉ có một hình thức duy nhất đó là Better and better. Thứ hai, chúng ta xét ý nghĩa của câu số 4 như sau. Vì anh ta đang sống ở Anh, nên là tiếng Anh của anh ta thì càng ngày càng giỏi hơn. Do đó, đáp án của câu số 4 như sau. Better and better. Now let's continue with number 5. Chúng ta tiếp tục với câu số 5. The scientists are trying to work to find the remedy for the corona epidemic, HARD. HARD, nó vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Nhưng trong nội dung của câu số 5, chúng ta thấy work là động từ, do đó, ho ở đây mang hình thức là trạng từ. Thứ hai, chúng ta sẽ xét ý nghĩa của câu số 5 như sau: Các nhà khoa học đang cố gắng làm việc càng ngày càng chăm chỉ để tìm ra phương thức điều trị cho bệnh dịch corona. Như vậy với câu số 5 chúng ta sẽ áp dụng theo hình thức so sánh tăng dần và đáp án của câu số 5 như sau: harder and harder. Chúng ta tiếp tục với câu số 6. Number 6. I felt asleep because the film was interesting. Như vậy chúng ta thấy interesting nó là tính từ dài vì có 3 âm tiết. Thứ hai, chúng ta xét ý nghĩa của câu số 6 như sau. Tôi cảm thấy buồn ngủ bởi vì bộ phim này thì thú vị. Rõ ràng với cái câu số 6 này chúng ta không thể áp dụng theo hình thức so sánh tăng dần mà chúng ta chỉ áp dụng theo hình thức so sánh giảm dần. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án của câu số 6 như sau. Less and less interesting. Chúng ta tạm dịch câu số 6 như sau. Tôi cảm thấy buồn ngủ bởi vì bộ phim này càng ngày càng ít thú vị hoặc là càng ngày càng chán. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong practice số 2 của phần so sánh lưỡi tiếng và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của so sánh đồng tiếng. Nhưng trước khi chúng ta vào nội dung của so sánh đồng tiếng thì thầy xin mời các em xem ba tình huống để chúng ta có thể tìm ra cấu trúc của so sánh đồng tiếng nhé. Now look at the pictures. Now situation number 3. We have two pictures. Chúng ta sẽ có hai bức tranh. The first picture you can see a lot of people wearing masks. Chúng ta thấy rất là nhiều người đang đeo khẩu trang. And the second picture is about coronavirus. Và bức tranh số 2 là về virus corona. Vì vậy từ đây chúng ta sẽ có thông tin như sau. Crowded we are. Easy we will be infected with coronavirus. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có gợi ý như sau. The more crowded we are, the more easily we will be infected with coronavirus. Chúng ta tiếp tục với tình huống số 4, situation number 4. This is the picture of a supermarket. Đây là bức tranh của một cái siêu thị. And the supermarket here is quite big, I think. Và tôi nghĩ đây là một cái siêu thị khá lớn. Và từ đây chúng ta sẽ có thông tin như sau. Large the supermarket is. Wide the range of choices is. Từ đây chúng ta sẽ có gợi ý như sau. The larger the supermarket is, The wider the range of choices is. Chúng ta tiếp tục với tình huống số 5. Situation number 5. We have three pictures. Chúng ta sẽ coi bước 3 bức tranh. The first picture is about time. The second picture is about books. And the third picture is about knowledge. Như vậy bức tranh đầu tiên chúng ta sẽ thấy đây là bức tranh về thời gian. Bức tranh số 2 là về sách. Và bức tranh số 3 về kiến thức hoặc là sự hiểu biết. Và từ đây chúng ta sẽ có thông tin như sau. Time you spend for books, knowledge you gain. Chúng ta dành nhiều thời gian cho việc đọc sách thì chúng ta sẽ có nhiều kiến thức hơn và từ đây chúng ta sẽ có gợi ý như sau. The more time you spend for books, the more knowledge you gain. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu ba tình huống của so sánh đồng tiếng và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào nội dung của so sánh đồng tiếng. So sánh đồng tiếng chúng ta sẽ thấy the comparative là vế thứ nhất, the comparative là vế thứ hai. Như vậy so sánh đồng tiếng hay còn được gọi là so sánh hai mệnh đề. Do đó các em cần phải chú ý tên gọi của phần so sánh này nhé. Và chúng ta sẽ lấy lại thông tin của tình huống số 3 để chúng ta tìm ra cấu trúc đầu tiên của so sánh đồng tiếng nhé. The more crowded we are, the more easily we will be infected with coronavirus. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có crowded, nó là tính từ dài easily nó là trạng từ dài và từ đây chúng ta sẽ có cấu trúc của tính từ và trạng từ dài như sau. The more tính từ trạng từ dài, chủ ngữ, động từ, the more tính từ trạng từ dài, chủ ngữ và động từ. Chúng ta hãy nhìn thông tin của tình huống số 3. The more crowded long tính từ dài, we là chủ ngữ, are là động từ. The more easily là trạng từ dài, we là chủ ngữ will be infected nó là động từ. Như vậy chúng ta vừa có cấu trúc đầu tiên của so sánh đồng tiếng và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lấy thông tin của tình huống số 4 để chúng ta tìm ra cấu trúc thứ hai. The larger the supermarket is, the wider the range of choices is. Như vậy chúng ta sẽ có large nó là tính từ ngắn. wide nó là tính từ ngắn. Và từ đây chúng ta sẽ có cấu trúc thứ hai đối với tính từ ngắn của so sánh đồng tiếng như sau the tính từ trạng từ ngắn cộng chữ er cộng chủ ngữ động từ the tính từ trạng từ ngắn er chủ ngữ và động từ và chúng ta hãy nhìn lại thông tin của tình huống số 4 the large tính từ ngắn er the supermarket chủ ngữ is là động từ the white tính từ ngắn er the range of choices is nó là chủ ngữ is là động từ như vậy chúng ta vừa tìm ra được cấu trúc thứ hai của so sánh đồng tiếng và chúng ta tiếp tục à, lấy thông tin của tình huống số 5 để chúng ta tìm ra cấu trúc tiếp theo. The more time you spend for books, the more knowledge you gain. Như vậy chúng ta sẽ có time là danh từ, knowledge nó là danh từ. Và từ đây chúng ta sẽ có cấu trúc danh từ như sau. The more danh từ, chủ ngữ, động từ. The more danh từ, chủ ngữ, động từ. Chúng ta hãy nhìn lên câu trên. The more time, danh từ. You là chủ ngữ Spend là động từ The more knowledge danh từ You là chủ ngữ Gain là động từ Và chúng ta lưu ý Chúng ta sử dụng so sánh đồng tiếng với cứ nghĩa là Càng càng Và chúng ta hãy nhìn vào nội dung của tình huống số 3 Càng đông Càng dễ bị Càng rộng Thì càng có nhiều sự lựa chọn Hoặc là càng dành nhiều thời gian Thì càng có nhiều kiến thức như vậy chúng ta vừa đi vào nội dung cũng như là cấu trúc của so sánh đồng tiếng và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với phần practice số 3. Trong nội dung phần practice số 3 này chúng ta sẽ có bốn câu hỏi và bốn câu hỏi này được thầy trích từ các đề thi qua các năm. Và sau đây thầy sẽ dành cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta đọc nội dung của câu số 1 đến câu số 4. Now let's begin with number 1, chúng ta bắt đầu với câu số 1. Câu số 1 là câu được được trích từ đề khảo sát chất lượng 12 tỉnh Quảng Nam 2017-2018 và câu số 1 có nội dung như sau. The more effort you put in this project, A the results are more and more satisfying. B the more satisfying the results are. C the more the results are satisfying and D you feel more and more satisfied. Đối rằng trong phương án A B C D chúng ta sẽ có hai phương án sẽ bị loại đó là phương án A và phương án D. Và trong, trong phương án B và phương án C chúng ta sẽ bắt gặp à, tính từ Satisfy là tính từ dài. Và từ đây chúng ta sẽ có cấu trúc của tính từ dài như sau. The more tính từ trạng từ dài cộng với chủ ngữ động từ. Và đáp án của câu số 1 của chúng ta sẽ là đáp án B. The more satisfying the results are. Như vậy chúng ta sẽ có là chúng ta càng nỗ lực cho dự án này thì chúng ta càng hài lòng hơn về kết quả. Chúng ta tiếp tục với câu số 2. Nào, number 2. Câu số 2 là đề khảo sát chất lượng 12 tỉnh Quảng Nam 2018-2019. Nội dung câu số 2 như sau: The more books you read. A. The more you get knowledge. B. More and more knowledge you get. C. The more knowledge you get and D. You get more and more knowledge. Như vậy trong bốn phương án A, B, C, D, chúng ta loại hai phương án B và phương án D. Từ đây, chúng ta sẽ còn lại phương án A và phương án C. Chúng ta sẽ có cấu trúc của câu số 2 như sau. The more cộng danh từ, chủ ngữ và động từ. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án đúng của câu số 2 sẽ rơi vào đáp án C. The more knowledge you get. Như vậy câu số 2 sẽ là bạn càng đọc sách nhiều thì bạn càng có kiến thức tốt. Nào, continue with number 3. Chúng ta tiếp tục với câu số 3. Câu số 3 này được trích xuất từ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 và nội dung của câu số 3 như sau. The better the weather is, A the most crowded the beaches get. B. The most the beaches get crowded. C. The more crowded the beaches get. And D. The more the beaches get crowded. Như vậy trong bốn phương án A, B, C, D chúng ta sẽ loại hai phương án đầu tiên đó là phương án A và phương án B vì nó không có dạng của so sánh đồng tiếng. Chúng ta còn lại phương án C và phương án D. Thì trong hai phương án này chúng ta thấy có sự xuất hiện của tính từ crowded là tính từ dài và từ đây chúng ta sẽ có cấu trúc của tính từ dài như sau. The more, tính từ trạng từ dài, chủ ngữ và động từ. Và từ cấu trúc này chúng ta sẽ có đáp án câu số 3 như sau. Đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu số 4, number 4. Nội dung câu số 4 như sau. You study for these exams, you will do. A. The harder, the better. B. The less, the better. C. The more, the best. D. The hardest, the best. Như vậy trong bốn phương án A, B, C, D, chúng ta sẽ loại ngay phương án C và phương án D. Bởi vì chúng không đúng cấu trúc của so sánh đồng tiếng. Và tiếp tục chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. D tính từ trạng thường ngắn cộng với R chủ ngữ động từ. D tính từ trạng thường ngắn R chủ ngữ với động từ. Như vậy chúng ta thấy trong phương án A và phương án B thì cả hai câu cấu trúc đều đúng. Nhưng xét về mặt ý nghĩa thì chúng ta sẽ chọn phương án A là hợp lý hơn. Bởi vì chúng ta sẽ có nội dung câu số 4 như sau. Bạn học hành chăm chỉ cho những kỳ thi này, bạn sẽ làm tốt hơn. Phương án A là phương án đúng. Và chúng ta vừa hoàn thành xong phần practice số 3. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần practice số 4. Identifying the mistakes from the underlying parts. Chúng ta xác định lỗi từ những phần được gạch chân. Và trong nội dung của phần practice số 4 này, chúng ta sẽ có 4 câu. Và thầy sẽ dành cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta đọc câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 4. Và sau đây thầy sẽ tập trung vào từng câu hỏi cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu với câu số 1, the first one. Everything gets more expensive and more expensive in our country. Như vậy đây là câu so sánh kép. Vì câu này chỉ có một mệnh đề và trong bốn phương án A, B, C, D chúng ta thấy phương án B là phương án sai bởi vì trong phần so sánh lưỡi tiến thì đặc biệt là so sánh tăng dần đối với tính từ dài chúng ta sẽ có cấu trúc là more and more expensive cho đó chúng ta sẽ chọn phương án B và chúng ta sẽ sửa lại là như thế này everything gets more and more expensive in our country à, chúng ta tạm dịch câu số 1 như sau ở trong nước chúng ta thì mọi thứ càng ngày càng trở nên đắt đỏ chúng ta tiếp tục với câu số 2 number 2 the more frequently you practice English the most Fluently you can speak Đây là so sánh đồng tiếng Và trong bốn phương án A, B, C, D Thì phương án C là phương án lỗi Và chúng ta sửa phương án C Như sau Bạn càng luyện tiếng Anh thường xuyên Bạn có thể nói tiếng Anh lưu loát Chúng ta tiếp tục với câu số 3 Number 3 They have to work hard and harder To earn money for their family Đây là câu so sánh lũy tiếng Và đặc biệt đây là câu so sánh tăng dần Với tính từ trạng từ ngắn Do đó, đáp án B là đáp án sai. Và từ đây chúng ta sẽ có đáp án của câu số B như sau. Chúng ta tạm dịch câu số 3 như sau. Họ phải làm việc càng ngày càng chăm chỉ để kiếm tiền cho gia đình của họ. Chúng ta tiếp tục với câu số 4. Number 4. The longer she stays in England, the gooder her English will be. Đây là câu so sánh đồng tiếng. Và trong đập, trong phương án A, B, C, D, chúng ta thấy phương án C là phương án sai. Bởi vì good nó hình thức so sánh kép và chúng ta sẽ có một dạng duy nhất đó là better. Như vậy đáp án của câu số C được sửa như sau. Chúng ta tạm dịch câu số 4 như sau. Cô ấy càng ở lâu ở Anh thì tiếng Anh của cô ấy càng giỏi. Như vậy chúng ta vừa đi xong 4 phần practice của bài học ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung cuối cùng của bài học. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài học so sánh kép cho chúng ta. Và đây là nhiệm vụ chúng ta cần phải làm ở nhà chúng ta sẽ có ba nhiệm vụ cần phải làm. Nhiệm vụ thứ nhất đó là review lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thứ hai, chúng ta sẽ làm lại những bài tập trong phần Language Focus Unit số 13 của chúng ta. Và phần nhiệm vụ cuối cùng đó là chúng ta phải review toàn bộ bài học của Unit số 13. This is the end of our lesson today and I do hope that you find this very useful for your study at home. Bye for now and see you next time.